Sẽ thử cái bao này nó rất là cứng đây. Con, cậu lo sợ là cái này sẽ bẻ hơi cả nó thôi. Đập, đập mạnh vô. Tao mà coi chị không bị gì. Đập mạnh không có phải đâu. Đập hả? Ừ, đập. Oh shit. Oh. Nó bị gì không? Không, không. Oh my god. Nó bị gì vậy? Nhìn hơi hết sợ tí nhưng mà hồi đó dị thuốc.